Sáng ngày 26 tháng 11 tại đường Văn Tiến Dũng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một phụ nữ đang mang thai cùng hai con gái tử vong. Nạn nhân ban đầu được xác định là chị H, 33 tuổi, đang mang thai, trú tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, điều khiển xe máy chở hai con gái sinh đôi 7 tuổi từ nhà lên nhà ngoại. Khi đến vòng xuyến đường Văn Tiến Dũng giao với đường võ Văn Kiệt, xe máy bị xe ben đi cùng chiều tông từ phía sau khiến ba mẹ con ngã ra đường tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy nằm gần giữa đường hư hỏng nặng, cách khoảng 10m là xe ben chở đá. Công an thành phố Huế đã phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn và danh tính nạn nhân ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, công an tỉnh đã tạm giữ tài xế xe ben để điều tra, chỉ đạo công an thành phố Huế và các huyện thị xử lý tình trạng xe ben, xe quá khổ, chở quá tải, chạy quá tốc độ.